Hello, chào mừng anh em đã đến với Thảo Ngọc Anime. Anh biết đấy, trong thế giới anime tồn tại rất đa dạng và phong phú các kiểu nhân vật khác nhau. Mỗi người lại có một tính cách và sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Và có những kẻ tuy hiền lành nhưng lại yếu ớt. Và ngược lại lại có những kẻ tuy mạnh mẽ nhưng lại có phần đáng sợ. Nếu bạn đang tìm kiếm những bộ anime có nhân vật chính mạnh mẽ đến mức khiến cho người khác phải sợ hãi, thì hãy cùng với Thảo Ngọc Anime đến ngay với Top 10 anime có nhân vật chính khiến mọi người xung quanh phải sợ hãi nhé! Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại cho mình một like và bình luận xem bạn ấn tượng với nhân vật nào hay là bộ anime nào nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10, Tears to Tiara, thể loại action adventure fantasy magic. Khi đế quốc Thánh tăng lên quyền lực, các vùng đất lân cận bắt đầu dần dần nằm dưới sự kiểm soát của nó. Cuộc chinh phạt của đế chế cuối cùng đã đến hòn đảo nhỏ Erin, nơi sinh sống của bộ là Gale. Ở đó, một nữ tu có tên là Rhiannon bị bắt cóc để làm vật hiến tế cho vua quỷ Aron. Một kẻ độc ác được đồn đại đã gây ra sự hủy diệt chưa từng thấy trong quá khứ. Anh trai của Rhiannon, chiến binh Arthur đầu tiên giải cứu cô khi mà Aron đột nhiên hiện thực hóa trước họ như là một người đàn ông tóc bạc đẹp trai. Giấu đi thân phận thực sự của mình, Aron cam kết sử dụng sức mạnh và sự lãnh đạo của anh ta để giúp đỡ bộ tộc và gia nhập cùng với Arthur, Rhiannon và nhóm bạn bè vui vẻ của họ, bao gồm một kiếm sĩ tài năng, một thợ săn nhanh nhẹn khi mà họ chiến đấu chống lại đế quốc, trong khi khám phá những bí mật đen tối của vùng đất trên đường đi. Số 9. Kyoshiro to Towa no Sora, thể loại drama magic romance shonen. Kyoshiro to Towa no Sora, xoay quanh cuộc đời của Ku Shiratori, một nữ sinh trung học có vẻ bình thường, thích một cuộc sống học đường ở thành phố khổng lồ Academia. Được coi là biểu tượng phục hồi của nhân loại kể từ khi 10 năm trôi qua thảm họa lớn nhất nhân loại từng thấy xảy ra. Ku gần đây đã có một giấc mơ định kỳ, nơi một hoàng tử gặp cô và đưa cô đi. Một ngày nọ, trong khi tất cả các học sinh trong trường của cô đang chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới, hoàng tử, người mà cô đã gặp nhiều lần trong giấc mơ của mình xuất hiện. Hoàng tử Kyoshiro Ayanokoji yêu cầu cô giống như anh đã làm trong giấc mơ của Ku, hãy đi cùng nhau. Số 8. Chrono Crusade, thể loại action adventure drama fantasy romance sci-fi shonen supernatural. Nhìn bề ngoài, nó là một sự tích cực, yên bình sau bạo lực của đại chiến, nhưng ẩn nấp bên trong bóng tối là một yếu tố sẵn sàng cướp đi sự bình yên đó. Roses Christopher, một người trừ quỷ làm việc trong Madala Order, có nhiệm vụ chiến đấu với những con quỷ xuất hiện và gây ra sự hủy diệt. Nhưng cùng với người bạn đồng hành Chrono, cô từng kết thúc với việc gây ra sự hủy diệt nhiều hơn cả lũ quỷ. Trong một nhiệm vụ cụ thể, họ gặp một cô gái trẻ có giọng nói tuyệt vời tên là Azmaria, người đã bị chính cha dượng của mình nhắm đến. Khi Roses và Chrono cứu cô ấy, nhiều điều được tiết lộ về mối quan hệ giữa họ. Số 7. Kingdom, thể loại action historical military seinen. Thời kỳ chiến tranh Trung Quốc, một con rồng đang hoành hành trong 500 năm đã chứng kiến nhiều vương quốc trỗi dậy và sụp đổ, nhường chỗ cho các vị vua và tướng lĩnh tiếp theo chiến đấu để giành quyền tối cao. Cuối cùng, 7 quốc gia hùng mạnh đã xuất hiện từ chu kỳ chiến tranh bất tận. Ở vương quốc Tần, Li Xin, một nô lệ mồ côi trong chiến tranh, được đào tạo với nô lệ và là người bạn thân nhất Piao, người chia sẻ ước mơ về một ngày trở thành đại tướng. Tuy nhiên, cả hai bất ngờ bị buộc phải chia tay nhau khi mà Piao được tuyển mộ làm việc trong cung điện hoàng gia. Sau một cuộc đảo chính khốc liệt, Piao trở về với Xin với một nhiệm vụ sẽ đưa anh ta đến một cuộc họp với vương quốc trẻ tuổi của Trung Quốc, Ying Zheng, người có nét tương đồng với Piao. Kingdom dõi theo Xin khi anh bước những bước đầu tiên vào những trang lịch sử đẫm máu vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc. Anh ta phải khắc con đường của riêng mình đến vinh quang trong hành trình dài để trở thành một vị tướng vĩ đại của 7 quốc gia chiến tranh lịch sử. Số 6. High to Genso no Grimgar, thể loại hành động phiêu lưu drama fantasy. Sợ hãi, sinh tồn, bản năng, đó là những từ được dùng cho bộ anime này. Bị ném vào một vùng đất xa lạ, không có gì khác ngoài những ký ức mơ hồ và kiến thức về tên của họ. Họ chỉ có thể cảm nhận được ba cảm xúc này vang lên trong tâm trí của họ.
một nhóm người không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận công việc được trả lương duy nhất trong thế giới giống như một trò chơi này. Vai trò của một người lính trong quân đội dự bị và loại bỏ bất cứ điều gì đe dọa đến hòa bình của thế giới mới của họ, Grimgar. Khi tất cả các ứng cử viên mạnh hơn tham gia cùng nhau, những người bị bỏ lại phải tạo ra một nhóm để cùng nhau tồn tại. Manato, một nhà lãnh đạo và linh mục có vẻ ngoài lôi cuốn. Haruhiro, một tên trộm nhút nhát, luôn trong trạng thái lo lắng. Yume, một thợ săn vui vẻ. Shihoru, một pháp sư nhút nhát. Mokzo, một chiến binh tốt bụng. Và Ranta, một hiệp sĩ bóng đêm ồn ào. Bây giờ đến nhóm Ragtag, gồm những chiến binh không có khả năng sống sót cùng nhau trong một thế giới, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng một ranh giới. Số 5, Chain Chronicle, Haesetas no Hikari, thể loại hành động phiêu lưu phép thuật shonen fantasy game. Đây là câu chuyện về Chain Chronicle, một cuốn sách mô tả mọi thứ xảy ra trên thế giới. Lục địa Idra là nơi con người yêu tinh và người khổng lồ, rừng rậm và nhiều sinh vật thần thoại khác sinh sống. Các công dân của lục địa Idra xa xôi đã từng nghĩ rằng không có ai khác tồn tại ngoài lục địa của họ. Lục địa được chia làm nhiều khu vực, mỗi khu vực có một vị vua riêng. Mặc dù có xảy ra những cuộc giao tranh nhỏ giữa họ, một lãnh chúa được các vị vua lựa chọn trong hội nghị luôn duy trì sự cân bằng, cho đến khi đội quân đen độc ác đến. Đáp lại, vua thánh và quân đội của nó đã chiến đấu chống lại, nhưng Holy Capital đã sụp đổ và Holy King đã bị giết bởi vua đen bí ẩn. Khi lục địa đang ở trong nguy cơ của sự hủy diệt, hy vọng đã được thắp lên khi mà một người đàn ông quyết định đánh trả và thành lập quân đội tình nguyện để chống lại vua đen và cố gắng mang lại hòa bình cho Idra. Số 4, Cat's Hunt Scenes, thể loại action adventure drama psychological sci-fi. Câu chuyện xảy ra trong một tương lai xa xôi khi robot đã thống trị hành tinh và được cai trị bởi Cry King Boss. Một ngày nọ, Cat's Hunt, một robot dưới quyền của Cry King, nhận lệnh đi giết Luna, một robot được mệnh danh là mặt trời mang tên mặt trăng. Từ đây, sau khi Luna chết đi, thế giới bắt đầu thay đổi. Các robot trước kia vẫn bất tử, bỗng lần lượt chết đi vì một căn bệnh kỳ lạ mang tên hủy hoại. Thế giới dần dần điêu tàn và tiến đến hủy diệt. Trong khi đó, Catherine biến mất. Nhiều năm sau, Catherine bỗng nhiên xuất hiện trở lại, mới mẻ và không bị căn bệnh hủy hoại ảnh hưởng, trong khi các robot khác vẫn hàng ngày chống chọi với nó. Cùng lúc đó, một lời đồn được truyền tai trong giới robot là nếu ăn thịt Catherine thì sẽ bất tử. Catherine quay về, không có một chút ký ức về tội lỗi trong quá khứ cũng như là không biết mình là ai. Và cuộc hành trình của mình, anh ta đã gặp gỡ và đồng hành cùng với Liuze, một nữ robot có chị là người đầu tiên chết vì hủy hoại, muốn tìm Catherine báo thù. Freender, một con chó robot cũng bị hủy hoại ảnh hưởng. Ringo, một cô bé robot có cấu tạo kỳ lạ, và Oz, người chăm sóc Ringo. Trong khi đó, tin đồn về việc Luna đã xuất hiện trở lại bỗng dưng lan tràn. Catherine lên đường tìm Luna để tìm lời giải đáp cho tội lỗi quá khứ của anh cũng như là tương lai của thế giới. Số 3, Persona 4 The Animation, thể loại sci-fi adventure mystery superpower supernatural school. Như Narukami chuyển đến Inaba, một thị trấn bình thường và yên tĩnh, nơi mà anh ta nhanh chóng kết bạn với cậu học sinh chuyển trường vụng về, Yosuke Hanamura. Chie Satonaka đầy nghị lực và người kế thừa xinh đẹp, Yukiko Amagi. Ngay sau khi Yu đến, một chuỗi vụ giết người bí ẩn bắt đầu xảy ra vào những ngày sương mù. Đồng thời những tin đồn về một kênh truyền hình kỳ lạ được mệnh danh là kênh nửa đêm lan rộng. Khi nhìn chăm chăm vào màn hình TV của họ vào lúc nửa đêm, một người có thể nhìn thấy linh hồn của họ. Khi chứng kiến nạn nhân giết người gần đây nhất trên Midnight Channel, Yu cố gắng xem lại, chỉ để nhận ra rằng anh ta có thể đi xuyên qua TV và đến một thế giới khác ngập tràn Shadows, những sinh vật xấu xa của bóng tối. Nhận ra mối liên kết đằng sau chiều không gian ẩn giấu và những vụ giết người,
Yu và bạn bè của anh ta cố gắng phá các vụ án bằng cách khám phá thế giới ma quỷ của Midnight Channel bằng cách sử dụng personas, đánh thức những biểu hiện của bản thân thật của họ. Số 2. Neppu Karikibushi Road, thể loại action, fantasy, mecha, sci-fi. Câu chuyện diễn ra vào thời điểm thế giới chìm trong tuyệt vọng sau khi bị tàn phá bởi một chất độc gọi là Shinobi đến trái đất thông qua một tiểu hành tinh. Mọi người sẽ trốn đến nơi gọi là Kariku, một nơi từng là đáy đại dương. Tại đây, người dân cố gắng và tự bảo vệ mình trước tác hại của chất độc. Trong một thế giới như vậy, có một tia hy vọng duy nhất, Holy Weapon Giga Road, và chiến binh huyền thoại Yagyu là cần thiết để chống lại tác dụng của chất độc. Để cứu thế giới, Ame, một công chúa của một quốc gia đã ngã xuống, đứng lên để cứu thế giới. Số 1. Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo, thể loại Action Adventure Fantasy Harem. Hajime Nagumo là một anh chàng otaku 17 tuổi bình thường. Tuy nhiên, cuộc sống thức cả đêm rồi ngủ ở lớp của cậu đã hoàn toàn thay đổi khi mà cậu cùng toàn bộ lớp của mình được triệu hồi đến một thế giới giả tưởng. Họ được xem là những người hùng và được giao cho nhiệm vụ cứu lấy nhân loại khỏi bờ vực diệt vong. Nhưng giấc mơ của mọi otaku đã trở thành cơn ác mộng đối với Hajime. Sau khi toàn bộ lớp học của cậu sở hữu những năng lực tối thượng, thì nghề của cậu lại là biến đổi sư, cùng với một duy nhất kỹ năng biến đổi. Bị cười nhạo và bắt nạt bởi bạn bè do quá yếu đuối, cậu ta dần dần rơi vào tuyệt vọng. Sau đó, vì sự đố kỵ, cậu bị chính bạn bè của mình hãm hại, đẩy cậu xuống vực sâu, nơi chứa đầy quái vật nguy hiểm. Liệu cậu ta có thể sống sót ở thế giới đầy rẫy những quái vật và ác quỷ với sức mạnh tầm thường và yếu đuối của mình hay không? Sở hữu cho mình thứ ma thuật hết sức bình thường, nhưng khi kết hợp với những kiến thức của thế giới cũ, nó lại trở nên không hề tầm thường chút nào. Trên hành trình chinh phục các mê cung, cậu dần dần trở nên mạnh mẽ hơn và cũng đồng thời kiếm được cho mình những cô nàng đáng tin cậy. Trên đây là top 10 anime có nhân vật chính khiến cho mọi người xung quanh phải sợ hãi mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video ở đây cũng là hết mất rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho mắt các top anime tương tự nhé. Theo bài đấy nữa thì nếu thấy hay, đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các anh em. Bye bye!